cũng giống như cái tên của em thôi ạ, trung thực, thẳng thắn và nhiệt tình và chân thành. Dạ, thiên theo lái gái theo chồng mà, anh đi đâu em đi đó. Rồi yên tâm rồi, yên tâm rồi. Có đông người thì anh cũng lâu lâu mà có một mình chắc phải tiếc á. Rồi rồi. Chắc mọi thứ anh gắt đôi hơn em hả? Hai bạn này cứ giống như là sanh ra để cho nhau á. Đúng rồi. Và chúng ta hy vọng cặp đôi thứ hai cũng sẽ như vậy nhá. Đúng rồi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Mời bạn trai. Rồi, ngồi đi em. Mời bạn gái. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi ha. Mình giới thiệu lớn lên, mặc dù là nó cách cái rào. Mời bạn trai. À, đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh. Chào em. Chị Hồng Vân và chào cùng em. Toàn thể quý vị khán giả có mặt ở trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đinh Văn Bốn, em đến từ Ninh Bình, năm nay em 33 tuổi. Ủa, Bốn làm việc ở đâu? À, hiện tại em đang công tác tại tập đoàn Simex, em đang làm cho chi nhánh ở Ninh Bình và Hà Nội. Ở Ninh Bình luôn? Dạ, chủ yếu là Ninh Bình ạ. Còn em giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào chị Hồng Vân ạ, chào anh Huyền Linh, chào anh ở bên và chào quý vị khán giả trường quay ạ. Em tên là Thị Mỹ Thu, năm nay em 28 tuổi, hiện tại em là giáo viên tiếng Nhật ở Nhật ngữ UPCC Bình Dương ạ. Em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương ạ. Ồ, thế thì sao? Em nghĩ như thế nào về cái hoàn cảnh của bạn kia? Dạ thì em thích con trai miền Bắc ạ. Thành ra là các bạn yêu cầu thích con trai miền Bắc, chúng tôi đã có con trai miền Bắc. Ví dụ như nếu mà các bạn đến với nhau thì bạn có ra Bắc với anh ấy không? Dạ thì theo lái gái theo chồng mà, anh đi đâu em đi đó. Rồi yên tâm rồi, yên tâm rồi. Em trai, điểm mạnh điểm yếu là như thế nào? Cũng giống như cái tên của em thôi ạ. Có bốn tính cách của em là trung thực, thẳng thắn và nhiệt tình và chân thành ạ. Bốn tính cách. Rồi còn có điểm yếu gì không Bốn? Cũng nhiều lắm ạ. Bốn là... điểm yếu luôn hả? Nhiều hơn ạ. Tắm lâu chẳng hạn. Khoảng bao lâu? Chắc tầng tiếng trở lên á. Trời ơi, chắc hao nước lắm à. Và... ở miền Bắc mà mùa lạnh mà em tắm lâu kiểu đó là gặp nó ông bà luôn sớm á. Luôn á. Ừ. Có đèn sưởi rồi ạ. Ăn chậm nữa. Lâu ăn bao lâu? Nếu mà có đông người thì ăn cũng lâu lâu, mà có một mình thì càng lâu ạ. Có một mình chắc phải tiếng ạ. Trời ơi, một ngày tắm 2 lần là 2 tiếng, ăn 3 lần là 3 tiếng, là 5 tiếng. Thời gian đâu mà làm việc? Em nghe cái em có bị hết hồn không? Thì em cũng tắm lâu nhưng mà lâu khoảng nửa tiếng thôi. Anh lại gấp đôi, là em thấy là chắc mọi thứ anh gấp đôi hơn em hả? Chắc rồi. Về nhà hai đứa mà nữa có cưới nhau về chắc xây hai cái phòng tắm quá. Thiệt á, rồi em mạnh ăn ai lâu nói không? Tắm. Dạ thì cũng không đến mức như anh đâu ạ. Dạ. Rồi giờ sao? Rồi em điểm mạnh của em là gì? Điểm yếu là gì? Dạ em thì em dễ gần, dễ phát triển ạ. Sống tình cảm nội tâm. Công việc nội trợ hay là việc ngoài xã hội giảng dạy thì em, khi mà em làm cái gì thì em điềm đảm nhận rất là tốt. Rồi biết nấu ăn món Bắc không? Dạ không. Thích bạn trai Bắc mà lại không biết nấu ăn món Bắc. Nhưng mà anh có thể dạy em không ạ? Được ạ, anh cũng biết một chút về nấu ăn. Nhưng mà anh cũng thích ăn kiểu miền Nam. Bởi vì anh cũng đã có thời gian làm việc ở trong này 4 đến 5 năm. Ồ, vậy thì thoải mái rồi. Em hay nói cho đàn gái biết là em có mấy mối tình rồi? Cơ bản thì em có trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì là trải qua hơn 1 năm. Mối tình thứ hai thì cũng được hơn 1 năm ạ. Mà bạn gái đầu tiên thì em cảm thấy bạn ấy muốn em yêu nhiều hơn. Khi mà em chỉ cần hơi chậm lại một chút thì bạn ấy buông tay rồi. Người thứ hai thì bạn ấy quyết định đi sang bên kia với bố, bên Hàn Quốc với bố, nên là chia tay. Rồi còn em? Thì cái lý do mà em tham gia chương trình cũng như là cái điểm của em là không biết vì sao mình ế. Em mà ế hả? Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ thì em có 2 mối tình. Em quen một anh được 5 năm và 2 năm. Mà sao lại chia tay? Dạ là thời gian quen lâu thì đa số ngành là chỉ có như là một cái thói quen chứ không có còn quan tâm nồng nhiệt như thở ban đầu. Người thứ nhì là do không có hợp tuổi, gia đình phản đối quá. Cái điều mà em không thích nhất là cái điều gì ở người đàn ông? Gia quyền ạ. Gia trưởng đúng không? Dạ đúng ạ. Nhưng mà con trai miền Bắc thường là gia trưởng đó. Anh ơi, anh thì sao anh? Anh không gia trưởng đâu. Anh có một chút quyết đoán, chứ anh không gia trưởng. Dạ. Nói chung anh thế nào cũng được, nhưng mà những việc lớn trong gia đình chẳng hạn thì anh cũng sẽ có bàn bạc qua với ý kiến của mọi người. Rồi còn điều gì nữa? Tiếp theo đó là không có cái mùi hôi dưới cánh tay ạ.
Tức là ngoài Bắc mình gọi là gì ta? Tiếng phổ thông gọi là hôi nách đấy ạ. Thôi chút từ bên kia kiểm tra đi. Anh Nguyễn Linh kiểm tra giúp em đi cho cái độ tin chính xác nó cao hơn ạ. Trời ơi, nhiều khi em mù quá em không có ngửi ra được. Anh chưa thấy có gì gọi là lạ hết chứ, yên tâm em. Ủa em có mong muốn bạn của mình phải đẹp trai, phải cao to? Nói chung về ngoại hình là phải đẹp à. Thì cao trên 1m65 là được. Cao trên cao mét như vậy cưng? Dạ, em cao 1m65 ạ. Chuẩn luôn. Dạ, chuẩn luôn ạ. Thức đi bộ đội đấy ạ. Dạ. Em muốn một người yêu lý tưởng như thế nào? Bạn gái là thấu hiểu mình, cảm thông, cả hai người đều hiểu được cái cách mà mình đã lớn lên ở cái giai đoạn nhỏ như thế nào ấy. Qua coi đàn gái hơi sao bị nha. Ngon lành đó. Dạ em chào anh. Ô chào em gái xinh xắn. Nếu bây giờ hai bên mà hợp với nhau, hiểu với nhau thì khoảng bao lâu em chấp nhận cho đàn trai bước tới? Dạ em hỏi anh ấy một câu có được mà. Hỏi đi em. Anh ơi, anh nghe rồi. Trong năm nay anh đã sẵn sàng đến với hôn nhân không ạ? Anh sẵn sàng rồi. Dạ em cũng sẵn sàng ạ. Hôm nay em trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi cùng với anh họ và anh rể ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Qua chương trình thì nãy giờ em cũng thấy hai bạn trên nói chuyện với nhau. Thì qua đây thì anh cũng nói sơ về em của anh trước cho bạn gái cửa được biết. Bốn rất là chịu khó và có sự nhiệt tình. Và nhất là trong vấn đề tình cảm thì rất là trung thực, chân tình. Bốn là con út trong gia đình, trong nhà. Như vừa rồi em mới nói là nếu mà em sẽ theo chồng về làm dâu thì anh tiện đây anh cũng nói luôn một điều để cho em yên tâm hơn. Người Bắc rất là quý nàng dâu, nhất là người miền Nam chắc chắn là được, luôn luôn được cưng chiều. Bốn ơi, thì anh thấy cô gái bên này thì rất là dễ thương. Hai nữa thì qua giới thiệu thì người Bình Dương là cũng một cái địa bàn ngày xưa em công tác làm việc trong này, em cũng rất va chạm rất nhiều Bình Dương. Còn nếu mà em có nhà ý thì mình về Bình Dương theo bà xã về Bình Dương ở hỏi cũng được, cái đó rất là tốt. Dạ, rồi em cảm ơn chương trình ạ. Hay quá. Rồi, cảm ơn. Rồi em gái đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với anh trai với lại hai chị họ. Anh ruột hả? Dạ, anh ruột ạ. Con xin chào chú Hoài Linh, cô Hồng Vân. Theo con nhận xét là thấy anh bên đây cũng được, thật thà, nói chuyện rồi cũng dễ nghe. Thôi em gái mở lòng cho người ta đi. Trời ơi. Thôi mở lòng. Dạ em chào anh. Có bông hoa tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Cái này anh mua để khi nào em đi máy bay ra thăm anh chẳng hạn thì em sẽ đỡ mỏi cổ hơn. Dạ anh có rồi. Con tặng quà cho. Thì hôm nay em tặng anh, mong là anh cảm ơn. Để bình an luôn ạ. Cảm ơn em. Ở trong đó có số điện thoại của em, anh gọi cho em nhé. Cảm ơn em. Em có gì muốn hỏi anh không? Tối qua anh ngủ có ngon không ạ? Cũng ngủ rất muộn nhưng mà cũng hơi hồi hộp, không được ngon lắm. Dạ em thức hình như gần hết cả đêm á anh. Anh hồi hộp quá, em hỏi anh. Dạ cảm nhận cô gái thế nào? Bạn gái rất là xinh ạ. Dạ thì em muốn hỏi anh là như vấn đề về mà hai miền Nam Bắc á thì sẽ có khác về nhiều mặt, phong tục, về tập quán, về sinh hoạt. Thì nếu mà em về quê mình sống á thì theo anh nghĩ là có những cái mặt khó khăn gì đối với em không ạ? Anh nghĩ là không có khó khăn gì nhiều. Thứ nhất là gia đình anh ở trong miền Nam này, anh em cũng rất là nhiều. Yeah. Anh thì cũng đã từng sống ở trong này. Về yeah. món ăn thì các thứ thì anh cũng hiểu. Yeah. Cái thứ hai nữa là chị của anh thì cũng có về ngoài đấy công tác rồi. Anh sẽ nhờ chị giúp đỡ em. Và anh cũng sẽ giúp đỡ em trong vấn đề về giao tiếp hoặc nấu ăn để làm sao em có thể hiểu hơn về người Bắc. Người Bắc thì trước đây mọi người nghĩ là hơi ra trường hoặc là hơi khó. Nhưng mà anh nghĩ bây giờ thì không như vậy nữa rồi. Mọi người cũng rất là hòa đồng với nhau rồi. Em cảm nhận về anh này như thế nào? Dạ thì em thích con trai miền Bắc là tại vì cái giọng nói. Cảm giác là lôi cuốn, trở ràng, trầm ấm. Rồi bàn tay anh có đẹp không ạ? Đưa liền, lấy liền. Tới gần luôn. Đưa cho người ta coi bàn tay của mình nè. Anh có thể coi bàn tay không?
Dạ. Có đẹp không? Dạ, dạ được ạ. Cô trước thì bàn chân, cô này thì bàn tay. Thì nếu như mà bắt đầu thì khoảng một tuần hoặc là một tháng thì anh có thể đến Bình Dương thăm em được bao mấy lần ạ? Nếu mà anh có thể sắp xếp tranh thủ được thì có thể một tháng sẽ vào thăm em một lần. Chị anh làm bên ngành du lịch thì anh có thể nhờ chị hỗ trợ về cái phương tiện đi lại ấy, thì để em cũng có thể ra ngoài đấy thăm anh được. Nghĩa là em ra thăm anh là em sẽ được đi máy bay thường xuyên đúng không anh? Dạ được. Nói nghe này, em có phải là người kỹ tính không? Dạ rất luôn ạ. Những cái cụ thể về cái vấn đề em kỹ tính như thế nào thì đang cho bạn hiểu được mình hơn. Có cái tính là hay quan sát, hay xét mét. Nếu mà sau khi mà cảm nhận xong cái bắt đầu suy nghĩ. Vậy ví dụ như là lúc cũng có tìm hiểu vài trường hợp. Tại vì biết em thích sự dịu dàng ngọt ngào, lúc nào cũng dịu dàng với em hết. Khi mà nói chuyện với người khác thì lại lớn tiếng lên. Các em nghĩ là trời, cái người này là nóng tính à, không có ngọt ngào gì hết trơn à. Bỏ bớt cái đó đi, anh nghĩ rằng cái sự đa nghi soi xét đó nó sâu quá, nó khổ mình đó. Giao lưu văn nghệ cái đi. Em có thể hát bài Biển Tình. Dạ. Tay lạnh ngắt vậy? Rung á cưng. Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa. Một vầng trăng sáng như tình yêu chúng ta, vườn ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua. Biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm. Hay quá. Trời, rất là ngọt ngào luôn. Tại anh ngắt mà rung nữa. Rung nữa. Đúng, nhưng mà cái đôi mắt người ta vẫn xoáy vào mắt của em. Rồi. Vậy là chị thấy bản lĩnh lắm. Trước khi bấm nút thì em gái có đọc một câu thơ nào như trong hồ sơ em đăng ký, sẽ đọc một bài thơ nào tặng chàng trai không? Dạ có ạ. Đọc đi em. Tìm một người tôi muốn được ở bên, muốn lắng nghe từng nụ cười hơi thở. Dẫu thời gian hai mái đầu bạc tết, vẫn yêu nhau đến hơi thở cuối cùng. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Vừa tròn đủ luôn. Bây giờ có thể nắm tay nhau được rồi. Chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Đã. Nụ hôn đầu tiên. Dễ thương lắm. Chúc hai em hạnh phúc nha. À, dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, cũng như là chào các vị khán giả hiện tại đang có mặt ở trong khán phòng này, cũng như là bên cạnh đó là chào thêm bạn nữ bên kia nữa. Dạ thì em tên đầy đủ là Nguyễn Hồng Khanh, tính ra hiện tại thì cũng là 26 tuổi rồi. Dạ thì em quê người Tiền Giang, hiện tại thì em đang làm hướng dẫn viên. Rồi còn bạn nữ của chúng ta thì sao nào? Con xin chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào anh trai bên kia và chào khán giả trường quay ạ. Con xin tự giới thiệu, con tên là Mai Thị Thùy Trang. Năm nay con 23 tuổi. Con hiện tại làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, đang là giáo viên. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì Khanh? Cái ưu điểm thì em cũng hơi trung tình một xíu. Khuyết điểm của em thì nó thường hay là nóng tánh. Cái công việc của em nó hay đi xa, thì cứ từ người ta nghỉ lễ là bắt đầu em lại đi, thì nó không có cái thời gian để cho cái bạn nữ. Mời nhà gái. Ưu điểm của con là con tự lập, biết làm công việc nhà, biết nấu ăn, rồi hay nhiệt tình trong công việc. Còn khuyết điểm của con là hơi bị rụt rè trước đám đông và có phần là hơi cả nể. Con có thể cho một vài cái ví dụ cụ thể hơn về vấn đề này hay không? Cả nể ở đây tức là trong công việc á, dù là mình bận thật nhưng mà người ta nhờ thì mình vẫn nể và làm hết sức. Rồi lỡ mai mốt đang hẹn hò với bạn trai, rồi cái tới giờ hẹn rồi mà sếp giao việc hoặc là bạn bè nhờ công việc rồi làm sao? Cái phần đấy cũng gọi là cái hạn chế của mình, thì con cũng cố gắng là sẽ khắc phục. Đường tình duyên của Khanh thế nào, nói cho nhà gái biết đi. Đường tình duyên mà lâu nhất á, là em quen từ cái bạn đó, từ cái lúc mà bạn đó học 12, em mới học đại học. Quen từ khi mà bạn đó học xong 12 lên học 3 năm cao đẳng nữa. Dạ ra làm khoảng 1 năm thì lúc đó bắt đầu chia tay.
Thì cái lúc đó thật ra thì cũng còn thiếu một cái nhược điểm, đó là tại vì em hơi ghen một xíu. Hơi ghen? Đúng rồi, dạ. Thì từ đó là mình chia tay luôn. Thì em cũng có đi kiếm bạn đó vài lần, như ra tới nhà luôn nhưng mà cũng không gặp. Chủ yếu là đang trốn nhau á. Ngay tránh luôn. Tránh luôn, dạ đúng rồi. Đó, đôi khi một chút nông nổi, một chút bồng bột, một chút bức xúc, dạ, mà mình không rồi. Có kiềm chế đó, dạ. Mình làm mất đi một cái tình cảm mà mình đã nuôi dưỡng bao nhiêu lâu. Tạm thời thì bớt ghen hết, với lại bớt nóng tính rồi. Chứ còn cái kiểu đó hoài thì chắc là từ giờ tới già chứ không có ai quen được đâu. Chính xác là như, dạ, vậy. Còn có một bạn nữ gần đây thì quen khoảng chừng gần một năm, thì cái đó cũng chưa gọi bằng tình yêu thật. Tại vì cũng là mới giai đoạn tìm hiểu thôi. Và tới hiện tại bây giờ em cũng không biết là vì cái lý do gì mà lại chia tay nữa. Tự nhiên vậy cái mất liên lạc luôn. Chắc do dịch quá. Tại vì cũng đang có quen còn gần 6-7 tháng thôi, cũng chưa về nhà, cho nên là không có đi kiếm nhà được. Rồi còn tình trường của bạn nữ thì như thế nào? Con có một mối tình thời sinh viên. Mối tình này kéo dài gần 3 năm. Do khoảng cách địa lý nên là chia tay ạ. Xa mặt cách lòng ha. Dạ. Bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào, có thể chia sẻ cho nhà trai biết không? Mẫu người bạn trai lý tưởng là cao khoảng 1m65 trở lên. Ngoại hình thì ưa nhìn. Còn về tính cách thì chung thủy. Chung thủy là con đặt lên hàng đầu. Chủ động, quyết đoán trong mọi việc. Rồi bây giờ bằng ngoại hình thì bên đây là có thể đi qua xác nhận giùm cho. Còn có chung thủy hay không thì không biết nha. Dạ chào nhà trai. Dạ. Mét nhiêu? Lúc trước đi đo ở bệnh viện là 1m68. Lúc trước đo là 1m68 mà sao tự nhiên bây giờ lại hơi không tự tin, bộ nó thung lại hay gì vậy? Không, cũng có nhiều khi đo nó không có chính xác. Có nhiều khi thì đo 1m68, có nhiều khi lại đo lại nó thấp hơn một xíu. Đúng rồi, có thước là 1m68 nhưng có thước là 67. Đúng rồi, dạ. Có thước 66, thậm chí có thước 69 nữa. Tùy theo thước. Sao nó kỳ vậy? Sao nó... Nó còn thiếu mà. Nó biên độ nó rộng quá vậy? Rộng lắm. Thôi, nhưng mà nói chung là cũng đáp ứng được một cái yêu cầu đầu tiên, đó rồi. Là hơn 1m65 là được rồi. Rồi mặt mũi sáng sủa. Đó, dễ nhìn mà. Dễ nhìn, dễ thương. Được, hợp lý rồi. Bây giờ cái hình mẫu lý tưởng bạn gái của mình là như thế nào? Cao khoảng 1m55 đến 1m65. Gương mặt thì cũng hơi dễ nhìn. Chỉ biết nấu ăn, tại vì em ăn cơm ngoài ngán lắm rồi. Rồi, đủ. Đủ rồi đúng không? Xin lỗi nha, nhà gái là hơi bị dư luôn á. Bây giờ mình đi về nè. Nhà trai ta cũng khiêm tốn nhưng ta cũng đủ chứ bộ. Được rồi, để qua tôi thăm nhà gái coi tình hình sao nha. Dạ con chào chú. Chào con, trời dạ. Ơi, bé bi quá hả? Con định bao giờ kết hôn? Dạ con định là khoảng từ 1 đến 2 năm. Hoặc là có thể tiến tới nhanh hơn nữa. Tùy theo cái mức độ tình cảm của hai người. Cái điều gì mà không thích đàn ông không? Con không thích đàn ông là nói nhiều mà làm ít á. Dạ, với không chủ động. Mình có nói nhiều làm ít, mình có không chủ động không? Dạ, thường thì em là nói đi đôi với làm. Hoặc là có nhiều khi làm trước mới nói. Bên đó thấy có một cái nó hơi lấn cấn, đó là cái thời gian của bạn đó là giống như nghệ sĩ của chú cháu mình không vậy đó. Không sao đâu. Đó cũng là một cái thuận lợi, đôi khi là người ta đi hướng dẫn viên của mình đi theo mình chơi luôn. Cũng đang tìm một cái người mà đi cùng em đi phượt đó. Đó. Thằng cũng rất thích là đi phượt nha. Ừ, thuận lợi, anh ấy biết nhiều nơi, có nhiều kinh nghiệm, dẫn mình đi chơi nhiều nơi luôn ha. Có thể anh ấy làm việc mình theo, mình có thể phụ anh ấy trong công việc của anh ấy luôn. Rồi mình trải nghiệm luôn. Hợp lý. Hợp lý chứ, mở rào. Bắt đầu đi Khanh. Thật ra thì anh cũng không biết là tặng cái gì, cho nên là có một món quà nhỏ thôi, mong em nhận nha. Em cũng tặng anh một chút quà do em làm. Dạ. Thì bức tranh này thì là bức tranh đính đá do tự tay em làm. Và trên bức tranh này là có đồng hồ và hoa tulip. Thì đồng hồ là minh chứng cho cái thời gian tình cảm của anh với em. Còn hoa tulip này là minh chứng cho cái tình yêu vĩnh cửu. Em cũng muốn là hy vọng là cái tình cảm của chúng ta sẽ phát triển như những cái bông hoa tulip này. Rồi, để cái quà đây. Mình mở cái quà bạn trai tặng coi. Ok, đẹp quá. Quá trời đẹp luôn ha. Dạ. Thì thật sự thì trước giờ anh cũng không có ít khi nào mà mua quà tặng cho các bạn nữ á.
cho nên là anh tặng cho em hai thỏi son. Hy vọng rằng, tại vì em thấy anh thấy các bạn nữ thường hay quý cái son của mình. Dạ. Cũng mong rằng mình cái tình cảm của mình cũng quý tình cảm của mình giống như quý cái son thôi. Dạ, em rất là cảm ơn món quà của anh. Rồi. Dạ. Rồi, em về vị trí ngồi đi các bạn. Đứng trước mọi người để em nói chuyện được, nhưng mà gặp bạn nữ khó nói quá. Có nhân viên du lịch mà. Nếu như mà bạn nữ này á là khách của em á thì em vẫn nói chuyện bình thường, nhưng mà gặp bạn nữ mà đang tìm hiểu như thế này thì bối rối. Nó hơi khó, đúng, dạ bối rối, khó nói chuyện. Dạ vậy thì cho em hỏi trước, cái ấn tượng đầu tiên của anh khi mà mở cái rèm ra thì nhìn em như thế nào ạ? Thì nhìn em xinh. Tức là có giống với cái tưởng tượng của anh không? Được khoảng là 80%. Tại đó thì em thấy là rất là tốt, ổn rồi. Quan điểm tình yêu của em là biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết đồng cảm. Chỉ vậy thôi, còn anh thì sao ạ? Thì anh cũng dạng kiểu cũng biết lắng nghe. Nhưng mà có nhiều lúc thì dạng như là nóng quá thì nó hay mất lý trí lắm. Có nhiều khi mà mình nói xong mình không biết là mình đang nói cái gì trong đó nữa. Thì hiện tại thì cũng đã khắc phục rất là nhiều rồi, nhưng mà nó cũng dạng như cũng còn, chứ không phải là hết hẳn. Không, cái này nói luôn nha, tôi nói thay cho bạn nữ luôn, đó là không thông cảm được trong cái vấn đề nào. Bạn phải bỏ được cái tính nóng đó thì tôi mới gả. Chứ còn mà bạn nói bạn còn chút xíu là tôi cũng không an lòng để mà tôi gả đi đâu. Đúng đó Thanh, là đàn ông á đôi khi cũng có những cái sai lầm. Dạ đúng rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta nhận thấy điều đó nó không đúng, không phải, và điều đó gây ra hậu quả rất là nghiêm trọng á, thì chúng ta phải tìm cách nào đó bỏ đi. Theo cảm nhận của con á, là con thấy bạn này là một cái người rất là dễ bị tổn thương. Dạ đúng rồi. Cho nên chỉ cần một lời nói mà nó lệch lạc đi là người ta tổn thương liền. Mà phụ nữ mà tổn thương rồi á thì nó khó để mà lấy lại được cái tình cảm nguyên vẹn như ban đầu lắm. Họ có thể bỏ qua được nhưng họ không có quên được. Đúng vậy ạ. Cái đó cho nên là phải bỏ cái chuyện này thì mới được. Chứ còn nếu mà còn chút xíu nóng tính là không được. Tại sao em có thể với khách hàng em chiều chuộng được, khách hàng họ khó khăn bao nhiêu em cũng chiều chuộng được, nhưng tại sao về nhà với vợ với bạn gái em lại không chiều được, đúng không? Đúng đó, chị Lan nói câu này rất là hay. Thật ra thì rút kinh nghiệm là ngay chính bản thân mình cũng có những lúc như thế. Nhưng khi xong tự nhiên mình thấy mình xấu hổ quá. Đúng, có những nghĩ như thế. Tự trách và mình tự mình trách đó. Mình xấu hổ và mình nói không được, không được, không được, không được. Những lúc mà nóng quá đó mình tìm cách nào để mình bỏ đi ra ngoài hay làm cái gì đó. Dạ thì em hiện tại em cũng có làm theo cái cách đó. Nhiều khi mà cảm thấy nóng quá, gọi là khách hàng nó áp bức mình quá, bắt đầu mình bỏ đi. Biết nhận là tốt rồi. Rất là cảm ơn một cái là bạn này nói rất là rõ về vấn đề của mình, từ thời gian làm việc này cho tới cái tính tình của mình. Đó, cho nên đó là một cái điều rất là cảm ơn bạn vì bạn chia sẻ rất là thẳng thắn. Tiến tới bạn gái, nắm tay bạn gái nào, nhìn mắt bạn gái hát nó tình cảm chút xíu nào. Vì em hát không được. Đừng có ngại gì chứ, nào tiến tới nào nhút nhát gì, hơi nhát gái chút xíu. Rồi thì có lẽ ông trời đã cho mình quen biết nhau, có lẽ ông trời đã cho mình yêu mến nhau. Nếu muốn mai này em được hạnh phúc ấm, em chỉ còn một cách, em phải bằng lòng yêu anh. Cả trái đất này không ai hiểu em bằng anh, cả thế giới này không ai yêu em bằng anh. Hãy cho cơ hội được. Ủa? Dạ được rồi. Trời ơi, đáng phiêu luôn. Cứ nắm tay như thế. Dạ đến đây thì em cũng xin đọc 4 câu thơ để tặng anh. Trong cái bài thơ Sóng. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau. Trời, cứ mặc sóng mặc gió, chúng ta cứ yêu nhau thôi. Giống như tinh thần của Xuân Quỳnh là yêu. Nắm tay, cứ nắm tay. Còn... Khanh cứ nhìn bạn gái, nói tất cả những suy nghĩ của mình, những cái gì mà nãy giờ mình nghĩ trong lòng đó. Thì cũng mong là mình có một cái tình cảm nó tốt đẹp, cũng như là lâu dài. Cũng đã lớn rồi, chứ cũng không có còn phải là nhỏ nữa. Thì có một cái tình cảm lâu dài để mà mình có thể tiến tới nữa. Thì nếu mà đồng ý thì sau ngày hôm nay thì mình có thể là bắt đầu tiếp tục cái tình cảm của mình. Thì em đến đây em cũng muốn cho mình một cái cơ hội, nên là em sẽ cho anh và em một cái cơ hội để chúng ta có thể, trước tiên là chúng ta có thể là bạn bè, sau đó nếu mà tiến tới lâu dài thì càng tốt ạ. Dạ. Rồi, trở về vị trí các bạn.
Bây giờ thì hãy để tay vào nút bấm. Nếu thật sự rung động á thì chúng ta bấm ngay cái nút đó. Còn nếu như không rung động thì mình không cần bấm, nhưng nút bấm cho người khác. 1 2 3. Bạn trai rất là quyết liệt nha. Khi vừa nói là bạn ấy bấm ngay, không chờ đợi gì cả. Thấy chưa, một chút bối rối nhưng trái tim của bạn ấy rất là nóng và đập rất nhanh. Hãy nắm tay thật chặt. Hôm nay các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Hãy xin phép mẹ với dì cho phép tụi con bắt đầu hẹn hò với nhau. Dạ thì chào cô với chào bác. Ngày hôm nay thì con cũng tới đây con gặp em rồi. Thì nếu mà gia đình mình đồng ý thì cho phép em xin, con xin được bắt đầu tình cảm với em. Dạ thì con hứa là con chăm sóc em, cũng như là quan tâm lo lắng cho em rất là nhiều. Ok, hy vọng là người lớn hôm nay cũng ủng hộ hai đứa. Chúc các bạn sẽ hạnh phúc, chúc các bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Nhưng mà con ơi, dạ? hai bạn trai trước là trắng hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Với lại hình mẫu lý tưởng của con là giống với chú Kim Bum. Kim Bum. Con xin chào chú Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan, em chào bạn trai bên kia và toàn thể mọi người ở đây ạ. Dạ, em tên là Văn Thị Mỹ Huyền, nickname của em là Jerry. Em sinh 2001, quê của em là ở Long An nhưng mà em sống ở Hồ Chí Minh được 5 năm rồi ạ. Quê Long An là cùng quê đó. Dạ dạ. Long An là ở đâu? Dạ Cần Đước. Cần Đước hả? À không, Cần Đước thì hơi xa, nó không có gần. Ngọc Lan là Đức Hòa, Đức Huệ. Dạ con là Đức Hòa, Đức Huệ. Rồi, mời nhà trai. Dạ em xin tự giới thiệu, em chào chú Quyền Linh với chị Ngọc Lan. Em đến từ Bến Tre, em 21 tuổi. 21 tuổi hả? Dạ. Ồ trẻ dữ vậy. Dạ. Là sinh năm 2000. Quá trẻ luôn. Em hiện tại đang làm quản lý khách sạn. Quản lý khách sạn An Khánh. Ở đâu? Bến Tre. Ở Bến Tre luôn. Bến Tre luôn. Cha, hai bạn này về địa hình thì nó hơi trắc trở chút xíu ha, nhưng mà thôi không sao, để cái chuyện đó chút nữa chúng ta nói tiếp. Bây giờ thì chắc sẽ phải hỏi một chút xíu về cái ưu điểm cũng như nhược điểm của em đi. Công việc của em á là ca sĩ tự do và làm idol livestream, nên là ưu điểm của em là em hát giỏi. Hát rất giỏi. Và nhảy được, và tính em vui tính và cũng dễ hòa đồng. Với lại tính em thích sạch sẽ. Rồi còn nhược điểm? Nhược điểm của em là em rất là nhạy cảm nè, dễ vui, dễ buồn. Với lại là em đi tới đâu là hay bỏ quên đổ đó. Hồi nãy bạn nói là bạn là ca sĩ. Dạ, em vẫn học thanh nhạc và vừa đi hát. Vậy bây giờ mình có thể mình trổ tài một đoạn nào đó để cho mọi người được nghe không? Dạ được ạ. Sau đây em xin hát một đoạn bài Mặt Trời Của Em của Phương Ly ạ. Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để được lại ở bên anh. Đôi mình yêu nhau từ khi anh thưa với em, rằng mỗi chiều khi trời nhá nhem, anh lặng thầm và đi theo em, cùng em qua con đường tối đen, đèn đường khuya dù không sáng lên. Đừng là nhé có anh như mặt trời dịu em. Giờ thì cứ thế, người thì cứ thế cuốn lấy nhau. Em đâu hay nếu mai này mây trời giăn tay che mất anh mình xa vời. Điều gì muốn đến giờ thì sẽ đến thôi. Em luôn tin phía sau cơn ngủ mê anh sẽ về. Yeah. Anh cảm ơn em, cảm ơn mọi người ạ. Hay quá. Em trai nghe thấy hát là thấy cười tươi rồi. Được rồi đó. Yeah. Phải rồi đó. Phải. Tức quá, cái trend này trời phải coi mới được. Mình ưu điểm thế nào, khuyết điểm thế nào nói cho nhà gái nghe đi. Ưu điểm của em thì nói chung thì thích đi phượt. Ưu điểm thích đi phượt. Ưu điểm cái gì á, mình làm tốt trong cuộc sống cái gì nè? Mình giỏi vậy cái gì?
giỏi về công việc. Công việc dạ. Là quản lý khách sạn đó hả? Quản lý khách sạn. À, khách sạn được khoảng nhiêu phòng? Khách sạn có nhiều phòng, khoảng 60. 60, ồ, vậy là giỏi rồi đó. À, vậy là quản lý được. Khách sạn nào vậy cưng? Khách sạn An Khánh chị. Khách sạn An Khánh hả? Bến Tre xa lắm. Bến Tre ngay qua trạm thu phí. Chị hay đi Bến Tre lắm. Dạ. Hôm nào mà con thấy Ngọc Lan mà vô phòng với ai chụp hình nha gửi. Trời ơi, trời ơi. Người ta hay đi Bến Tre là người ta tính xin deal để giảm giá phòng. Người ta về người ta ở, người ta đi công tác. Tự nhiên kiếm kỳ cục quá. Con có cái tật xấu gì không? Tật xấu em thì không có. Không có hả? Trời ơi, hoàn hảo luôn hả em? Hảo luôn. Nói chung tánh em thì công việc thì hơi nóng tính chút. Hơi nóng tính chút hả? Dạ. Có mấy mối tình rồi? Em có một mối tình 3 năm. 3 năm? Dạ. Là yêu năm... Yêu năm 18 tuổi. Ủa, 17 tuổi. 17 tuổi yêu rồi. Tại vì yêu tới 20 chia tay hả? Tới 20 chia tay và người đó lấy chồng tới bây giờ là 1 năm. Nhưng mà yêu bạn gái đó bằng tuổi không hơn tuổi? Người đó lớn hơn em. Lớn hơn nhiêu? Lớn hơn 13 tuổi. Lớn hơn 13 tuổi. Lớn 13 tuổi mà sao để tôi đi lấy chồng rồi? Nói chung thì người ta không có muốn cưới mình á, thì mình làm nhiều vô. À, ta không muốn cưới hả? Ủa sao mà cái gu em cũng mặn quá hả? Nói chung là duyên nợ mà, nhiều khi mình tuổi tác không quan trọng đâu anh. À. Nhiều khi là mình đến với nhau được là mình thấy hạnh phúc rồi. Nhưng mà giờ em, cái cảm giác của em thích yêu người lớn tuổi hay sao? Em thì thích một cô gái giống như kiểu chững chạc, không thích trẻ con lắm. À. Thích một người chững chạc, mình có chững chạc không? Để qua coi ngoại hình coi có chững chạc không. Trời đó nha. Ta quản lý 60 phòng là dữ lắm nha. Đi ai vô ta dạ, chụp hình liền đó. Chững chạc thiệt. Chững chạc mà. Dạ chào chị. Ừ, nói chung là gương mặt rất là đàn ông. Mặt lẽ... có xương xương là đàn ông xương xương. Còn mặt mà không có xương như vậy là baby nè. Còn mặt mà không có xương như vậy là baby nè. Là không có chững chạc á. Sao giờ gu mình nào giờ là gu chững chạc lớn tuổi mà dạ. Bây giờ bên kia em bé bên kia là hơi nhỏ đó, vừa nhỏ con mà vừa nhỏ tuổi nữa. Cái đó đâu sao đâu chị, cái đó về quan trọng là hai người có thương nhau thôi. Lại chứ... giờ mình đổi gu luôn. Bên kia gì, bên kia nhiêu năm mấy? Bên kia 201. 201 hả? 201. Ôi trẻ dữ vậy. Ngọc Lan tám mấy? Ngọc Lan tám mấy? Rồi người ta trẻ con quá rồi có chịu được không? Được chị. Thiệt không? Thiệt. Trời ơi thấy cười không hả? Dễ thương. Có muốn qua bển coi coi 201 sao trời. Trời ơi sao. Qua bên đó có một điều rất là đặc biệt mà nãy giờ con ém lại con tính hỏi mà chưa hỏi đi. Đó. Cứ ở đây đi. Để tôi qua đó một mình được rồi. Khám điện thổ. Trời ơi. Kiếm người yêu mà ở một chó. Không biết hỏi làm sao luôn. 201 hả? Dạ yeah. Trời ơi, xém bằng con thôi. Mấy mối tình rồi? Dạ hai ạ. Người yêu thứ nhất con làm cái gì? Dạ người yêu thứ nhất con là người Hàn Quốc ạ. Người Hàn Quốc? Dạ. Nhiêu tuổi? Dạ 26 tuổi ạ. Rồi người thứ hai bao nhiêu nữa? Người thứ hai là 24 tuổi. Hai người đứa yêu lâu không con? Dạ một người 6 tháng, một người 4 tháng. Trời đất ơi. Sao chia tay con? Dạ người thứ nhất là tại vì anh đó ảnh về Seoul, ảnh muốn con đi theo nhưng mà lúc đó mẹ con nói là con còn trẻ quá nên mẹ không cho đi nên quyết định chia tay. Đúng. Còn rồi. Người thứ hai là do không hợp nên chia tay ạ. Thật dạ. Ra hai mối tình này nó không phải là hai mối tình, nó những mối tình bồng bột đó mà dạ. Ha? Thành ra có con chó này bầu bạn nó cũng vui đúng không con? Mình giới thiệu sơ dạ. Về bạn chó đó đi, bạn đó dễ thương lắm từ nãy giờ. Dạ đây là bé Bông ạ. Bé Bông được 1 tháng 10 ngày rồi. Con rất là thương nó, là ở nhà chỉ có con với nó thôi. Nhưng mà con đi đâu á con ấm theo nó. Tại vì nó con để ở nhà là nó sẽ la um sùm. Thôi chú qua không đấy. Qua bánh đi là. Ê, nói vui chứ thật ra mấy đứa nhỏ từ từ cảm nhận nha. Nãy giờ thì hai đứa dễ thương lắm. Thật ra mấy đứa còn quá trẻ, quá nhỏ trong tình yêu đi. Bây giờ thì mình nói chút xíu về người yêu lý tưởng con đi.
con muốn người lý tưởng thế nào? Thì con muốn yêu cũng đơn giản lắm, đừng 1m6 trở lên thôi. Bên đây để ướm ướm coi, bên đây 1m57 à? Con 1m57 rồi con ơi. Nó cài cũng chịu được. Trời, 3 phân nữa ăn thua gì đâu. Dạ. Không, bạn bên kia rất là dễ thương nha con. Dạ. Có con bông cũng dễ thương. Ngoài cái chiều cao lý tưởng là 1m6 rồi, còn có những cái mẫu hình nó như thế nào nữa không? Mẫu hình thì không có cần thiết đâu, nhưng mà biết quan tâm, biết chia sẻ những công việc nhiều khi áp lực thôi. Hiểu mình là được. Ừ. Dạ. Giờ sao con? Con có cái mẫu hình lý tưởng nào để mà mình kết đôi không? Con thích là một bạn trai cũng thích nghệ thuật, nói nhiều và đặc biệt nếu biết chơi đàn thì càng tốt. Cái thứ hai nữa là con thích một con trai cao, trắng. Tại vì đó con quen Hàn Quốc. Chết con. Rồi. Đoạn trường. Trắng thì cũng người... dễ con ơi, không sao đâu. Đây dân Bình Đại, Bến Tre. Đơn giản lắm. Cao thì có cao. Con chỉ đứng tầm dưới nách thôi, hoặc là hơn nách xíu. Con thích vị trí vậy đó hả? Con gu con cũng lạ lắm. Nhưng mà con ơi, dạ? hai bạn trai trước là trắng hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Với lại hình mẫu lý tưởng của con là giống với chú Kim Bum. Kim Bum. Để mà cho cái cuộc đời của mình đó, nó tươi, nó vui. Nên là hồi bữa giờ là con trắng không à, dạ, nên giờ thôi con điểm đi thêm con. Một vài điểm đen đi, cho nó có nhiều màu sắc, nó đa dạng. Nhìn nâu xíu không được. Nâu, đúng, nâu. Cái này nâu dữ lắm. Có nâu. Nâu là có nâu. Gái ơi, trời ơi. Dạ. Tại sao con thích con chó màu đen? Cho chú hay quá. Bởi vì á, là lúc con mua là mấy con chó kia nó hết rồi, nó chỉ đó chỉ cần đúng màu đen bắt buộc con phải mua. Rồi cuối cùng bắt buộc con phải mua, cuối cùng con cũng thích con bồ con bông. Dạ chó, nhưng mà chó với người nó khác nhau chú ơi. Nếu con người mà đen giống như nó thì thành châu Phi rồi chú, phải là. Châu Phi thì cũng có cái hay lắm nha. Đặc sắc lắm nha, không phải giỡn đâu. Nhưng mà con cũng không thích châu Phi, tại vì nếu mà châu Phi đối với con là con như là tí hon, người ta như khủng lồ vậy đó. Thì nó dưới nách một chút. Thôi nhưng con không thích. Con rướng rướng lên thì nó cũng tới. Nhưng mà người châu Phi là cái gì cũng to hết nên con. Thôi được rồi ha. Bây giờ mở rào ra hai đứa nhỏ nói chuyện với nhau nha. Đừng để con bông nó xen vô chuyện hai đứa. Nó ngủ. Hả? Nó ngủ từ nó ngủ đầu buổi tới ngủ. Rồi, mở rào. Thôi, hai đứa nhỏ nó cùng hệ nhau nói chuyện nó hợp hơn nè. Ôi trời, dạ em cảm ơn ạ. Em chào anh. Anh nhớ ACO cho nên Yari Mita. Chào anh, em tên là... Nickname em là Yari, nhưng mà tên trong em tên Huyền. Nhưng mà em thích người ta gọi em là Yari, cứ kêu em là Yari là được. Là gì con? Là cái nickname của con, cái tên mà. Nó có ý nghĩa gì không? Có nghĩa gì không? Yari là dễ thương. À dễ thương. Rồi con okay. Thấy bên kia có Yari không? Con không biết. À con chưa biết hả? Cái nước da cỡ này nó được chưa con? Dạ tạm được. Ừ vậy được rồi đó con. Anh có nói nhiều không ạ? Cũng hay nói nhiều. Anh có gia trưởng không ạ? Không. Em không thích con trai gia trưởng. Anh không có gia trưởng. Anh có thích nghệ thuật không ạ? Cũng thích. Thích gì? Hát biểu diễn liền. Nghệ thuật là hát nè, diễn xuất anh nè. Anh thì thích hát nhạc, rap. Lúc trước anh cũng có. À em cũng hát rap được ạ. Nào tự tin lên coi. Tự tin lên coi nào. Cuộc sống em đây chỉ toàn màu đen trước khi có anh ở bên cạnh. Bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu gian nan chỉ mình em thấu trong đêm lạnh. Và ngày anh đến như một tia nắng đã làm tim em chợt rung động. Anh mang yêu thương dung đắp cho em, ngỡ rằng em lấy lại sức sống. Hạnh phúc em trao anh giơ tay với em, mong tình mình nó lâu dài. Vẫn cứ mơ mộng con đường sau này sẽ chỉ có ta, chẳng có ai. Chẳng ai xen vào làm kẻ thứ ba, chẳng ai trở thành một kẻ ngu ngốc. Chẳng ai có thể làm tim anh lay để khỏi khiến em phải bật khóc. Quen nhau qua mạng xã hội, quan tâm chỉ bằng cách nhắn tin. Không ở bên nhau làm sao em biết liệu rằng anh có thật lòng mình. Em không quan trọng về khoảng cách, em chỉ để ý đến anh thôi. Chỉ mong anh là một con người tốt, không đẩy em về nơi tăm tối. Con đường em đi ngập tràn. Quên rồi. Quên rồi. Các bạn đã thường thường hát đọc rap giống như
cả bài với cô. Đúng rồi đó, nãy giờ con không biết cái đó là rap luôn. Cái bài đó là đây nè, đây nè, đây nè, con coi nè. Nhưng mà con có thuộc à? Con phải nhìn điện thoại mới hát được. Vậy đi, chuyển con bông cho qua đây. Nhưng mà con không có điện thoại, con không thuộc. Kể nó một đoạn nào đó cũng được. Nào, quan trọng là phong cách thôi. Chờ chút xíu cho cô chủ đi kiếm bồ mấy con. Chờ chút xíu cho cô chủ đi kiếm bồ mấy con. Để con nhớ lời nhé. Giờ mình làm được gì để mà chứng minh, xong thì làm thế nào cho ta đứng hình. Chắc là cầm lại điện thoại trong thì hiện đại, nhưng mà hai điện có cho bạn nhưng không ai điện lại. Hơn được rồi chú. Yeah. Thấy chưa? Thấy chưa? Nếu mà rap, rap tiếng Hàn được không? Dạ được ạ. Thử liền. Thôi mình hát đi chú, đừng rap chú. Ừ, hát tiếng Hàn, đứng lên biểu diễn dạ, luôn dạ. Đây. Đi. Trời ơi. Mệt con bông lắm rồi đó. Bông. Nida ape wa janane ka yo kiyajana no ye isulam moru de chusei ye sei ye nada buruke nege kako inna ba ne more hana macho mele love it's true. Okay. Yeah, rồi, thôi bây giờ hai đứa trò chuyện nữa nào. Dạ. À, quan điểm về tình yêu của mỗi đứa. Quan điểm của em là em thích một chàng trai luôn chia sẻ, quan tâm. Và em không thích một chàng trai suốt ngày chỉ tới ngày công việc mà không quan tâm bạn gái. Bởi vì bạn trai lúc trước của em là khá giống như vậy. Và em không cảm thấy được sự quan tâm nên là em muốn những người sau này em gặp thì sẽ không như vậy. Cái đó thì anh dư sức đủ thời gian anh nhiều mà. Dạ. Nếu như mà em cảm thấy quen khoảng bao lâu mình tiến tới được? Em nghĩ là khoảng 3 năm, 4 năm, ở 4 năm. 4 năm. 4 năm là lúc đó con 24 tuổi đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ lại em yêu thì yêu nhưng mà cũng muốn tập trung làm việc với lại phát triển sự nghiệp. Tại vì ước mơ của con là làm nghệ thuật. Nếu mà yêu xa gì được không trai? Dạ được anh. Nói đi, nói với bạn gái đi. Được yêu là xa được thì như cần thế nào? Ừ. Thì em muốn hồng anh một tháng anh lên đây bao nhiêu đi làm. Dạ một tháng một lần cũng được. À, nhiều hơn được không? Cái đó thì phải sắp xếp thời gian ạ. À. Tại vì em cũng khá bận. Nếu được thì hai lần, ba lần. Hỏi có em về Bến Tre không? Hỏi em có thích về Bến Tre không? Không, em thích Cần Thơ. Mặc dù em biết là Bến Tre đó cũng rất là đẹp nhưng mà em miền Tây là em thích Cần Thơ, Bạc Liêu. Nhưng mà thôi cũng được, Bến Tre cũng chấp nhận. Cô trả con bông cho con. Nãy giờ thấy cảm giác con tim của mình nó như sao rồi? Đập mạnh. Hả? Đập mạnh. Đập mạnh ha. Phải phải rồi. Phải phải rồi. Lần đầu tiên mình gặp nhau mình phải có một cái chất xúc tác. Dạ. Một cái nắm tay để da chạm da. Dạ, nên dạ. Coi là nó có luồng điện nào nó chạy trong người hay không. Dạ dạ. Gửi cái bông cho cô Lan cái đi con. Trời ơi. Gửi cái nữa đi con. Trời ơi. Đi lấy chồng kìa. Rồi bây giờ nè mình tới mình nắm tay bạn gái ha. Rồi mình nói những cái gì cảm xúc từ bạn gái. Rồi mình mong muốn điều gì bạn gái đó. Điều 1 2 3 nhìn thẳng vô mắt thấy tay anh sao tám gì nắm anh cứ em không biết nữa, em thấy bình thường. Bình thường ờ tay em không tay tay của anh nó hơi bị chai á. Đâu giặt ra coi nè, nó bị chai. Ừ có chai mà không sao, quan trọng là nó có ấm áp để con có thể nương tựa được hay không. Dạ nó ấm. Thôi được rồi, về vị trí đi. The Great Wave Toshiba. Quý rằng là trong trái tim con bây giờ đập rất là mạnh luôn. Đúng không? Thôi mình cứ quyết định theo trái tim của mình thôi. Còn chuyện gì nó đến nó đến ha. Hãy suy nghĩ thật kỹ và sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của ông Mai và bà Mối. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi. Trời, nó tháo luôn cái nút mà thấy chưa. Nó bấm mà tháo luôn nút luôn. Nó hồi hộp quá. Thật ra đó, mình không có trách gì bạn gái cả. Chú cũng biết ngay từ đầu rồi là con chưa thấy gì rung động đúng không? Không, dạ. Bình thường. Đó phải, tại vì con chưa thấy ảnh nhiệt tình. Tại vì con thích con trai nó nhiều với lại nhiệt tình và vui vẻ. Mà con thấy ảnh cứ kiểu mà sợ. Anh hiền quá. Hy vọng rằng chúng ta sẽ là những người bạn thật tốt với nhau nha. Dạ. Cảm ơn hai con đã tham gia chương trình. Tình thì em nhiều nhưng không có sâu sắc lắm. Dạ. Tình nhiều không sâu sắc là sao? Dạ tình toàn là tình thương tật gãy cánh đứt đuôi mà. Tình gì lạ vậy trời. Tình thương tật gãy cánh đứt đuôi hả? Thì nó không đến được với nhau thì thương tật thôi anh, tổn thương thôi.
nghe bi đát quá. Tình thương tật gãi cánh đứt đuôi thật. Đầu tiên tôi mới nghe tình yêu vậy đó. Mời nhà trai. Thôi ngồi đi em trai. Rồi xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ em tên là Phạm Thành Dẫn, 34 tuổi, quê ở Long An. Em từng làm kỹ sư điện tử động hóa và công việc em đang theo đuổi là quản lý nông trại gia đình. Rồi mình giới thiệu nào. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quỳnh Linh, chào bạn Nam. Em tên là Lê Thị Giang Thanh, năm nay 26 tuổi. Dạ công việc hiện tại của em là bartender tự do và là PG bán hàng là... Em đến từ Đắk Lắk ạ. Ủa là sao em làm việc ở Đắk Lắk, ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ em đang làm việc tại Hồ Chí Minh anh ạ. Còn bạn Nam là bạn đang làm trang trại ở đâu? Đắk Lắk anh. Đắk Lắk hả? Dạ. Ủa ngược, Đắk Lắk hay Long An? Ngược đường vậy. Tức là bạn kia quê ở Đắk Lắk nhưng bạn ở thành phố Hồ Chí Minh, còn bạn này ở Long An nhưng bạn đang làm trang trại Đắk Lắk. Ồ vậy à? À thực ra thì em cũng có chia sẻ với chương trình là em rất là thích quen bạn trai ở Đắk Lắk, tại vì nhà em thì cũng ở dưới đó hết. Sau này thì em cũng có hướng lập nghiệp là sẽ về Đắk Lắk. À về Đắk Lắk hả? Dạ vâng ạ. Đắk Lắk ở buôn nào? Dạ em ở Cà Đông Bắc Đắk Lắk ạ. Rồng Bắc. Dạ. Dạ em cách đó tầm 85 cây số. À vậy à. Rồi thôi về nước Rồng Bắc làm trang trại cũng được mà. Đắk Lắk là quê hương thứ hai của em. Ủa vậy đó hả? Ồ vậy là hợp lý rồi ha. Vẫn có thể nói cho bạn gái biết những cái ưu khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em là tâm tính ngay thẳng, biết quan tâm tới mọi người, biết tự lập. Có điểm yếu gì không? Ngoại hình của em không có quan tâm, hình như ít quan tâm tới ngoại hình. Dạ. Em hay nhát, nhát gái anh. Nhát gái cũng ngồi lên đây nè. Dạ, dạ đúng rồi. Mà dạng gái là đâu có ngồi đây đâu ha. Rồi giờ mình nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi cưng. Ưu điểm của em là biết hát, biết nấu ăn, biết pha chế các loại đồ uống. Còn nhược điểm của em thì là em khá là thẳng tính, với lại khá nhút nhát khi mà đối diện với đám đông. Chứ có nghĩa là con trai có nhát không? Có thì thường em chỉ đứng nhìn người ta, nếu mà người ta lại nói chuyện thì mình mới dám nói chuyện, không thì em cứ đứng vậy đó. Bạn kia cũng nhát quá trời kìa, bạn nói bạn nhát gái quá trời. Như vậy thì em đã có mấy mối tình rồi? Dạ em có chính thức thì chỉ có 2 mối tình thôi. Cái mối tình mà gần nhất để em chia tay rồi là được mấy năm rồi? Dạ 3 năm. Em với bạn đó thì là đồng tuổi, mà lúc đó thì em chỉ mới có 23 tuổi thôi. Lại bạn muốn có đích tới cùng nhau và kết hôn sớm ấy. Cho nên là em thì lúc đó, cái khoảng thời gian đó là em chưa có nghĩ tới là việc là mình sẽ kết hôn. Mà nếu mà bắt bạn chờ quá lâu, khoảng 4 đến 5 năm nữa thì em nghĩ bạn không có đời được. Thì em chủ động em dứt. Vẫn có mấy mối tình rồi? Tình thì em nhiều nhưng không có sâu sắc lắm. Dạ. Tình nhiều không sâu sắc là sao? Dạ tình toàn là tình thương tật gãi cánh đứt đuôi mà. Tình gì lại rồi? Tình thương tật gãi cánh đứt đuôi hả? Thì nó không đến được với nhau thì thương tật thôi anh, tổng thương thôi anh. Nghe bi đát quá. Tình thương tật gãi cánh đứt đuôi. Đầu tiên tôi mới nghe tình yêu vậy đó. Tình yêu thương thật á. Có cái mối nào mà nó dài dài mà tình cảm sâu đậm gì không? Dạ không anh, tại vì em đa số là đường ăn uống của em thuận lợi, nhưng đường tình duyên của em nó lận đận lắm. Rồi lý do sao mà đứt đuôi gãi cánh rồi nó Dạ nó quay quạt. Hả? Nó quẹo mắt, nó ghê vậy. Chắc có lẽ là quen đúng người, nhưng hiện tại cái thời điểm đó là người ta chưa muốn quen. Người ta chưa có tìm ra được cái sự ổn định ở chỗ em. Em có thể cho chương trình biết là em ước mong có một người bạn gái như thế nào không? Biết chia sẻ, có duyên. Ngoại hình thì nhìn xinh xinh. Chỉ cần vậy thôi. Dạ, đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Dạ, đơn giản vậy thôi. Vẫn không thích điều gì ở phụ nữ nào? Nhìn cái dạ, đó thấy ghét quá kìa. Không biết, không thích người phụ nữ chuyện nhiều. Chuyện nhiều? À dạ, chuyện nhiều. Chuyện nhiều là nhiều chuyện. À, chuyện nhiều đi cho nó nhẹ anh. Không, chuyện nhiều nó khác à nha. À. Còn nhiều chuyện nó khác à. Chuyện nhiều chuyện ít ít. Nói chung là không thích nhiều chuyện đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Được chưa? Được rồi. Bây giờ thăm nhà gái rồi, nha. Mời ông. Dạ chào chú Quỳnh Linh ạ. Trời ơi, chào cô gái. Dạ. Đắk Lắk, nhà gái thích có một chàng trai lý tưởng như thế nào? Em thích một người con trai điềm đạm, có một nụ cười tươi. Điềm đạm, nụ cười tươi. Không gia trưởng, không vũ phu. Không gia trưởng, không vũ phu. Dạ. Có gia trưởng không? Dạ em không gia trưởng, em lớp trưởng. À, có vũ phu không? Dạ không có vũ phu anh. Có phụ nữ không? Không anh, em men anh. Có chuột anh.
Rồi mình hỏi ý kiến người thân góp ý coi sao. Nay bé đi với ai nè? Em gái họ của em với lại bốn người bạn của em. Đầu tiên thì con thấy là ngoại hình thì ổn. Một phần là chị em muốn tìm một người là tiến tới đi xa hơn, chứ không phải là một người quen như nửa chừng rồi gãy gánh như anh nói như vậy. Nên em nghĩ là anh phải suy nghĩ chững chạc hơn trong mối quan hệ. Tại vì chị em không có muốn là đi tìm quá nhiều, chốt một người để đi đến cuối đời thôi. Anh rất là quan tâm tới bạn gái. Chỉ có cái khúc đầu là anh hơi quên tên. Tức là khúc đầu là hơi nói nhỏ. Dạ chị em tên là Lê Thị Giang Thanh. Dạ, anh cũng nghe mơ mớ vậy. Nhớ chứ không phải là mơ mớ nữa nha, anh nhớ. Nhớ nha, Thanh đó. Rồi cảm ơn nhà, cảm ơn em. Nhà gái. Mời đại diện nhà trai, Dũng đi với ai? Dạ, đi với ba và gia đình, có bạn bè. Ha. Dạ. Rồi, chú chào bác. Chào chú, chào cả nhà trai. Tôi họ nhà trai là Phạm Văn Thành, ông già Phạm Thành Dũng. Tôi cũng hoan nghênh cho hai con, nếu mà được tán thành là bấm nút là tôi rất là hoan nghênh. Rồi nói nhiều đó, không nói dài nữa. Mê cái chỗ bấm nút à. Mê chỗ bấm nút ha. Mê cái chỗ bấm nút. Bấm nút luôn ha. Chắc cảm ơn bác. Tới luôn hả chú hả? Tới luôn á. Rồi ok. Là làm cho tới luôn, làm liền luôn. Đám cưới rồi làm liền. Gia đình là chuẩn bị hết rồi đó. Đó. Cả nhà mình đi đủ hết trơn hả chú hả? Cả nhà luôn. Giới thiệu sơ sơ coi. Đây là chị vợ. Cô là dì hai ruột của Dũng. Dũng ơi, dịu dàng với nhẹ nhàng dì hai thấy có. Cái phần ngoại hình đó thì mong manh cao đó, thì bây giờ là tùy con lựa chọn, nhưng mà gia đình cũng nôn lắm rồi đó. Đúng rồi, quê mình thủ thừa mình trọng gì chú? Nói chung là gia đình của Vẫn á là ở thủ thừa là gia đình kinh doanh, còn Vẫn thì hiện tại là quản lý đất ở trên Đắk Lắk ở Esup. Đời trước đó là Vẫn là cũng là tốt nghiệp là kỹ sư, lương cũng đã 16-17 triệu rồi. Dạ, nhưng mà không hiểu một cách nào thì anh ta đam mê về nông nghiệp. Rồi bắt đầu là cho ra từ lập trên Đắk Lắk là từ một thân một mình nữa rồi một quản lý. Dạ, à, quản lý coi như là vừa cao su mà vừa có trái cây, vườn trái cây. Tổng cộng cả gia đình là tới ba gia đình là cũng phải là 50 mấy mẫu, 50 mấy hecta. Mà một mình Dũng, một tay Dũng quản lý. Trời ơi, bao nhiêu mẫu? 50 mẫu. 50 mẫu hả? Dạ, cả gia đình. Dữ vậy trời. Riêng của Dũng là 30, còn tức là ba nói đó, một mình Dũng thôi là 30 hecta rồi, là của riêng Dũng, còn lại là 20 hecta là của các dì các cậu. Thôi về Đắk Lắk luôn. Về luôn. Kiếm về Đắk Lắk luôn. Tôi nghe mẫu không, tôi mừng quá. Nông dân cực khổ lắm anh. Hả? Nông dân cực khổ lắm anh. Cảm ơn họ nhà trai nhà gái. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi Dũng. Em chào anh, để em tặng trước nha. Dạ, em có món quà tặng anh, đó là hai quyển sách em rất là thích, đó là Đắc Nhân Tâm và Đừng Đi Ăn Một Mình. Dạ. Còn cái này là cà phê sữa em đã pha sẵn cho anh rồi, em tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Tặng ạ. Đây là trái cây anh trồng ở trên Đắk Lắk á, quê hương mình á. Dạ. Đây là khung ảnh có gia đình khi mình bắt động nó sẽ sáng. Rồi năm sau đi chơi trung thu với anh. Dạ em cảm ơn anh nhiều, món quà rất là dễ thương ạ. Đây đây, để đây cầm nổi không vậy? Nặng quá phải không? Dạ. Em cái ăn này thử là em tự làm luôn hả Dũng? Dạ đúng rồi. Cái khung hình đó. Em có thử hương vị của Đắk Lắk không em? Dạ em thử nhá. Thử đi. Con mời cô ạ. Rồi cảm ơn. Dạ. Cái này là vườn nhà mình đó hả Dũng? Dạ vườn nhà mình. Dạ mời. Trồng gì Dũng? Dạ em trồng đủ loại trái cây anh. Mày gì đây? Dạ, nhãn anh. Nhãn hả? Dạ. Trời, tròn do là tao đã thôi. Dạ, cái nào tròn em thích đó. Nhãn, xoài, rồi quả na, mấy cầu na. Trời, giỏi quá. Dạ. Rồi, mời tâm sự đi nè. Dạ. Giỏi quá, anh Dũng vàng quá anh Dũng ơi. Dạ, cảm ơn chị. Đó, trò chuyện đi. Nào, uống miếng cà phê của em gái Đắk Lắk đi.
Dạ con có chuẩn bị cho chú với lại cô ở dưới sân khấu ạ. Có luôn đó hả? Dạ vâng ạ. Rồi bữa nay ăn nhãn cà phê. Trời ơi, cà phê Đắk Lắk số 1. Cảm ơn anh. Ta yêu nhau thì đưa về Buôn Mê Thuột. À, anh lần đầu tiên anh nhìn em thấy em rất là dễ thương. Anh rất là có thiện cảm. Dạ. Em cũng thấy anh thì em cũng thấy rất là dễ thương, rất là điềm đạm và trưởng thành. À, dạ. Cảm ơn em. Rồi, về mình hẹn hò sao đó tính coi. À, hầu như thời gian rảnh của em cũng ít. Thường là đi chơi thì em sẽ đi chơi sau giờ tan làm ấy. Cuối tuần thì em sẽ được nghỉ. Dạ. Không, mình trốn đại hẹn hò đi em. Trốn đại đi, không ai la đâu. Hay là những cách nào đó kéo cô về trở quê hương của mình đi, Đắk Lắk đi. À, nếu mà em muốn quay về yêu nhau thì về Buôn Mê Thuột. Anh sẽ đón em. Dạ. Rồi. Khoảng bao lâu thì em có thể chuẩn bị cho cái chuyện kết hôn em? Em thì chỉ cần gặp đúng người, đúng thời điểm thì em kết hôn thôi. Tại vì là em cũng không có đặt mốc. À, vậy đúng lắm mà, cái đó vậy đúng lắm. Dạ. Nhìn cái là đúng nè. Dạ. Nhìn đối diện cái là đúng nè. Các bạn có ghen không? Em không. À, anh có. Anh... Em thì em ghen đúng chứ em không có ghen sai. Ai cũng đúng hết em. Nhưng mà nếu mà phản bồi hay là gì là thôi em chấm dứt luôn. Có nghĩa là em không, em rất là thẳng, tính của em cực kỳ thẳng luôn. Dạ. Lạng lạng là anh thấy là anh ghen liền. Thấy nào lạng lạng vòng vòng là ghen liền. Vẫn ai ạ? Dạ. Khoái mấy người có ý đồ nó mới nói thẳng luôn. Dạ. Ghen, tôi ghen, không có sĩ diện gì hết trơn trời á. Ừ. Dạ. Nếu vậy thì bây giờ em phải tính cái công việc. Dạ. Nghĩa là hiện giờ công việc của bạn á là bắt buộc là bạn phải có những cái mối quan hệ. Dạ. Ừ. Những khách hàng rồi này kia nọ, công việc người ta đến ăn uống này kia nọ các thứ. Thì em coi là tuốt ở Đắk Lắk vậy đó, rồi người ta ở đây vậy đó, mà ghen vậy đó, rồi tính sao? Thì em sẽ tới thăm thường xuyên hơn. Và chắc chắn em sẽ cố gắng. Bây giờ nè, em cứ bước tới nắm tay bạn gái đứng lên hỏi nào. Theo em thì khoảng bao lâu em có mời về Đắk Lắk? Em khá là lành rồi luôn. Anh cũng rung lắm, rung lắm. Tim đang sao động. Khoảng bao lâu em về Đắk Lắk? Tết thì em về. Vậy thăm anh nha. Dạ, có thể là em về luôn. À, dạ. Rồi, anh sẽ tại đón em là... Dạ, tại vì ở Sài Gòn thì cũng đâu có ai đâu. À, anh sẽ đón em tại bến xe. Đứa nắm tay nguyên chưa đâu. Vẫn hai tay nắm tay đi, nhìn nhau. Bây giờ giao lưu văn nghệ tí này cho nó tình cảm nào. Này em hát tặng một bài nhé. Khi gặp nhau phút đầu từ anh mất, anh đã trao nụ cười. Khi ngày ngùng em nói mình cầm tay nhé, đưa anh qua những con đường tình yêu. Em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ lúc này. Nghe nhịp đập con tim, lòng mình thổn thức, em muốn ta là của nhau. Anh cũng tặng cho em một bài hát Hoàng tử trong mơ, hy vọng anh sẽ là hoàng tử đó. Chắc chắn rồi. Ai lớn lên không một lần yêu, khi biết yêu thì mơ mộng nhiều. Mơ người yêu thì chung, mơ tình duyên mặn nồng, trọn đời dài ngấu trăm năm bình lâu. Trong giấc mơ anh là hoàng tử, anh đến bên em thật tuyệt vời. Anh người em mến thương, anh là ngôi thần tượng, trọn đời yêu chỉ yêu em mà thôi. Hoàng tử của em, hoàng tử của em. Được đó Dẫn, dạ. Được đó. Thôi về đi đi. Vậy mà bạn em nói em kêu bỏ hát thì đừng có hát. Không được mà, có duyên mà. Trời ơi, con này duyên ngầm đó nha. Chúng ta đã trò chuyện với nhau, đã trao đổi câu chuyện nãy giờ rồi. Tay cũng đã cầm tay, mắt chạm mắt. Vấn đề còn lại là con tim có rung động thật sự hay không. Nếu đúng, chúng ta bấm nút. Không thích, không cần bấm. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết 2. Thời gian. Hai tiếng cạch đồng điệu luôn. Trời. Rất đồng điệu luôn. Mừng quá, con tim đỏ au luôn. Được rồi đó. Dễ thương quá à. Rất là xứng đôi, đứng xứng đôi không chú hả? Trời ơi, ông ba mừng quá rồi, ông ba về. Ba nói câu rồi mà.
Thì ba đây là ba của Dẫn, nuôi con này là cũng ba mấy mấy năm rồi. Muốn con có được tạo lập gia đình, được hạnh phúc như ba với mẹ. Vậy là ba rất là mãn nguyện rồi. Ba muốn tiến hành cử hôn nhân cho nó sớm trong cái năm 2020 này luôn. Trời ơi, trời ơi. Ba có bằng lòng với cô con dâu tương lai này không? Ba rất là bằng lòng. Cảm ơn bác. Dâu tương lai nói gì với ba chồng tương lai đi. Với toàn thế giới, toàn nhân loại, em sẽ báo hiếu thành công. Báo hiếu thành công. Rồi. Em nói câu gì đi. Con hứa bác là con sẽ cô con dâu tốt và biết quan tâm lắng nghe. Dạ. Ba cũng mong được ham có dâu lắm, ham có dâu lắm, mà có dâu được rồi rất là mừng. Đúng rồi, nếu mà hai con chấp thuận rồi thì cha với mẹ cũng tiến lễ hôn nhân cho nó lẹ làng, cho nó trong năm 2020 này luôn, trong cho nó. Ba thích có cháu nội không, nói luôn đi. Thích chứ, thích cháu nội lắm. Mà nếu vẫn có được cháu nội trai chắc đội đầu không. Thứ có cháu nội trai thành công. Rồi, rồi chú. Rồi. Tuyệt vời ha. Tuyệt vời, tuyệt vời. Tuyệt vời đó. Mai trọn vẹn cả nhà là chứng kiến cái cảnh này là hạnh phúc rồi. Dạ, con hứa với nhà gái là con sẽ đón bạn gái về Đắk Lắk và con sẽ quan tâm chia sẻ với bạn gái, mong gia đình bên gái cho con thực hiện cái nghĩa vụ của chương trình. Đúng rồi, xin liền luôn vậy đó. Rồi không đi, xin trước luôn. Dễ thương đấy. Rồi, một cái bức tranh hạnh phúc trọn vẹn nha. Chúc các bạn mãi mãi như thế. Chúc cho tình yêu thăng hoa đủ lớn. Và chúc cho một ngày nào sớm nhất các bạn sẽ làm vui lòng cha mẹ. Đặc biệt là thông báo cho chương trình là thành công. Thành công. Đám cưới thành công. Ok.